Con số 9 người ta hay nói là một con số quá là yêu thương. Người số 8 thì thường là rất là giỏi là buôn bán kinh doanh. Và cái mũi tên chéo 3, 5, 7 này cho thấy rằng là những người này họ rất nhạy bén về cái con đường tâm linh. Một dạo, khắp nơi rộ lên phong trào đi tìm những con số chủ đạo của bản thân. Mọi người kháo nhau rằng nếu tìm ra con số thần kỳ ấy thì có thể sẽ định hướng tương lai và khiến cuộc sống xuôi chèo mát mái hơn. Càng nghe càng ham, thế là ai cũng cắm đầu tìm tòi, chỉ nhau cách tính xem con số chủ đạo của mình là bao nhiêu. Thật ra môn này không mới, bởi nó đã từ lâu xuất hiện và có một cái tên nghe cũng rất hay ho, đó là thần số học, numerology. Số người ủng hộ và tin theo thần số học cũng không ít, và họ thường tuyên bố đây là một môn khoa học có thể tìm ra mối quan hệ giữa các con số với các đối tượng vật chất hoặc sinh vật sống và có nguồn gốc từ chính nhà toán học Pythagore. Nhưng bản chất của thần số học có thần kỳ và đáng tin như vậy hay không? Hay nó cũng chỉ là một thứ ngụy khoa học, một trò lừa đảo giả danh khoa học mà thôi? Chúng ta hãy cùng bóc tách những vấn đề ấy thông qua bài dịch trên Quora mang tên Thần số học, Numerology, trò lừa đảo giả danh khoa học của người dùng Thái Đức Phương được đăng trên website của Spyroom nhé. Đầu tiên, cùng nói về định nghĩa cơ bản nhất của thần số học. Theo đó, những người tin theo nó định nghĩa thần số học là một môn khoa học bắt nguồn từ cái nhìn sâu sắc huyền bí về mối quan hệ giữa các con số với các đối tượng vật chất hoặc sinh vật sống. Nhưng nếu để đạt được cái nhìn toàn năng như vậy, hẳn là cần huy động một lực lượng vô hình, thần thánh, siêu nhiên trong vũ trụ để thực hiện công việc liên kết các con số với các sự kiện, đối tượng, chúng sinh, v.v. Nhưng vốn dĩ chẳng có bằng chứng cho thấy một lực lượng như vậy tồn tại. Mà kể cả khi chúng ta chấp nhận rằng vì một lý do nào đó mà vũ trụ hay thần linh hoặc đấng gì đó liên kết các con số với cuộc sống của chúng ta, thì thần số học vẫn hoàn toàn nhảm nhí. Đơn giản là vì các lựa chọn về ý nghĩa, bảng chữ cái, hệ thống lịch và hệ đếm đều rất tùy tiện và chả có căn cứ gì. Chúng ta hãy điểm qua một vài điểm chính. Hệ đếm. Tình cờ chúng ta có 10 ngón tay. Vì vậy vào năm 2017, hầu như mọi người đều dùng hệ đếm cơ số 10. Nhưng trong lịch sử, các nền văn hóa khác nhau đã sử dụng nhiều hệ đếm khác nhau, từ cơ số 60 của người Babylon đến cơ số 27 theo ngôn ngữ telephone. Rõ ràng là sử dụng các hệ đếm khác nhau sẽ mang lại các kết quả khác nhau. Làm thế nào mà những người ủng hộ môn thần số lại biết là một lợi thế siêu nhiên nào đó cũng tính theo hệ 10? Hệ thống lịch. Giờ chúng ta tính đến ngày sinh của đối tượng, một đặc điểm chung của thần số học. Làm thế nào mà những người ủng hộ môn này lại biết đấng siêu nhiên ấy đã chọn hệ thống lịch nào khi quyết định cuộc sống mà con người dựa trên ngày sinh của họ? Tại sao họ lại chọn dương lịch mà không phải là âm lịch hay bất cứ một loại lịch nào khác như lịch Hồi giáo hay lịch Bái Hỏa giáo? Hay thậm chí là một cuốn lịch ất ơ nào đó được tạo ra bởi người ngoài hành tinh cách xa chúng ta 1 tỷ năm trong quá khứ chẳng hạn? Một lần nữa, cần nhấn mạnh rằng sự lựa chọn này rất tùy tiện. Bảng chữ cái. Giờ đến phần họ tên của đối tượng. Thần số học một lần nữa giả định sử dụng một bảng chữ cái cụ thể để suy ra ý nghĩa họ tên của đối tượng. Điều này dẫn đến một câu hỏi hiển nhiên: tại sao lại sử dụng bảng chữ cái Latin thay vì bảng chữ cái Hàn Quốc hay Kirin? Rõ ràng là sự lựa chọn này có thể dựa trên bảng chữ cái thường dùng của nhà nghiên cứu thần số, chứ không phải là bảng chữ cái của đấng siêu nhiên nào đó. Lời người dịch. Điểm mấu chốt là những ý nghĩa này đến từ đâu? Tại sao số 5 lại có nghĩa là khao khát tự do? Tại sao số 7 lại có nghĩa là điều này hoặc số 9 lại có nghĩa là điều kia? Làm thế nào mà các nhà thần số biết được? Họ viện dẫn Pythagoras, nhưng ông ấy có nói số 5 nghĩa là tự do đâu nhỉ? Mà giả sử ông ấy có nói thì làm sao ông ấy khẳng định được như thế là đúng? Thần số học có thể dễ tin hơn khi biến tấu nó bằng cách kết hợp với Cole Reading và hiệu ứng Barnum. Thế nhưng, khi hoạt động độc lập, nó chẳng hiệu nghiệm như lời đồn, và chẳng có căn cứ hợp lý nào để mà hiệu nghiệm cho được. Tiện thể chú giải luôn, cold reading hay đọc nguội là những phương pháp được sử dụng bởi các nhà tư vấn tâm lý, các bác sĩ tâm thần, các ảo thuật gia và các thầy bói, tạm gọi là các cold readers, để xác định các thông tin cụ thể về đối tượng, tức là người tìm đến cold reader để nghe. Thường là để thuyết phục đối tượng rằng mình rất hiểu về họ, mặc dù sự thật không phải như thế. Khi không có sẵn thông tin của đối tượng, một cold reader kinh nghiệm vẫn có thể nhanh chóng có được rất nhiều thông tin về đối tượng đó bằng cách phân tích ngôn ngữ cơ thể, giới tính và độ tuổi, quần áo phụ kiện trên người, kiểu tóc, tôn giáo, chủng tộc, dân tộc, cách thức giao tiếp, v.v. Các cold readers thường sử dụng biện pháp suy luận với xác suất chính xác rất cao từ những tín hiệu thông tin do đối tượng cung cấp, dù là nhỏ nhất,
Thậm chí sau đó họ biết rằng suy đoán hoặc nhận định của mình đã sai cũng chỉ qua quan sát. Cuối cùng là nhấn mạnh, củng cố những thông tin đúng đối với đối tượng trong khi nhanh chóng bỏ qua các suy đoán sai trước đó. Hiệu ứng Barnum thì là hiện tượng các cá nhân đánh giá cao những mô tả riêng về tính cách của họ, nhưng thực ra lại rất chung chung và đúng với rất nhiều người. Hiệu ứng này có thể giải thích như một phần nguyên nhân gây ra sự phổ biến của những niềm tin và hành vi huyền bí như chiêm tinh, bói toán, xem tướng và một số bài kiểm tra tính cách. Những tay lừa đảo chuyên nghiệp thường lợi dụng hiệu ứng này để thuyết phục các nạn nhân rằng trước mặt họ là những người có tài năng huyền bí. Vì những lời tự nhận này không rõ ràng, nạn nhân sẽ tự giải nghĩa, từ đó cá nhân hóa các nhận định. Ngoài ra, người ta cũng dễ chấp nhận các đánh giá tiêu cực về bản thân hơn nếu cho rằng người đánh giá là chuyên gia lớn. Quay lại chuyện thần số học, nói nghiêm túc thì theo mình biết, bộ môn Numerology bắt đầu rộ lên ở Việt Nam trong khoảng 5-7 năm gần đây. Một số diễn giả Việt Nam đã dịch lại tên cho nó để nghe có mùi khoa học hơn. Họ không gọi là thần số học nữa, mà dịch thành thiện số học, nhân số học. Rồi họ mở các khóa học lùa gà, nhận tư vấn cá nhân, nhận lập hồ sơ đường đời vận mệnh cho khách hàng, v.v. Mình có tìm hiểu về thần số học qua series bài giảng của cô MC Lê Đỗ Quỳnh Hương trên YouTube. Ngay tập đầu tiên của series, cô Hương đã nói mỗi con số có một tần số rung. Mình có tìm hiểu các kiểu mà chẳng tìm được cách xác định tần số rung của mấy con số. Rồi mình còn phát hiện cô Hương đã xuất bản một quyển sách về thần số và cô thậm chí còn mở những khóa học dạy về thần số. Càng đọc, mình lại càng thấy bộ môn này có nhiều vấn đề. Nay xin tạm để đây một vài thắc mắc như sau. Theo những tài liệu về thần số học thì ông tổ của môn này là Pythagoras. Thời Pythagoras, người ta dùng bảng chữ cái Hy Lạp chứ không phải chữ cái Latin. Các nhà thần số học hiện đại đã chuyển đổi từ chữ cái Hy Lạp tức 24 ký tự sang chữ cái Latin với 26 ký tự theo công thức nào? Với những người ở các nước không dùng bảng chữ cái Latin như Nga, Trung, Hàn, Ả Rập thì các nhà thần số giải mã theo tên bằng cách nào cho thống nhất kết quả? Ví dụ, Seneca hay Seneca là tên của một vị triết gia người La Mã, nhưng cách viết tên của ông theo tiếng Anh khác với tiếng Pháp. Đương nhiên, kết quả giải mã thần số sẽ khác nhau. Vậy thì cái nào đúng? Vào thời Pythagoras thì Tây lịch chưa xuất hiện và cách tính lịch thời đó cũng rất khác bây giờ. Tây lịch ra đời vào năm 1582 do giáo hoàng Gregory XIII đưa ra. Các nhà thần số học hiện đại đã chuyển đổi lịch thời Pythagoras sang Tây lịch bằng công thức nào? Mong bạn nào cho rằng thần số học là một môn khoa học thì hoan hỷ giải đáp giúp mình ba câu hỏi trên để mình mở mang tầm mắt nhé. Và đó là toàn bộ nội dung của bài viết. Các bạn có ý kiến như thế nào xoay quanh bộ môn thần số học đầy tranh cãi này? Hãy cùng chia sẻ quan điểm trong phần bình luận nhé. Và nếu cảm thấy video này hữu ích, hãy like, share, subscribe kênh YouTube Sparum, đồng thời bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai.